cái gì có quyền á, turn off mình được á. Dạ. Rồi bị hoại vậy. Rồi sau khi đó 5 bữa sau nó hết, nó trở lại bình thường. Lúc mà mình xả thiền là nó bình thường à. Mấy ngày tới á, là mấy ngày làm thần thông á. Rồi có những không, có những lúc mấy vị không có muốn vô hình, tại mấy vị biết cái máy mình á sẽ quay được họ. À, quay được họ thần thánh phải không? Con buồn quá trời luôn, không biết sao không quay được. À, mình ca bạn buồn quá, mình ca bạn nghe vui vui lại nè. Bạn gì ta? Trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam. Bạn gì ta? Bạn đó là cái gì? Đường về quê hương. Không phải đường về quê, à đường về quê hương đúng rồi. Đường về quê hương sư phụ. Chân rồi. À phải đường về quê hương không? Đường về quê hương sư phụ. Biết ngày phải không? Kêu nó ăn cắt cỏ chúng mình luôn, ăn cắt giùm cho thì đó này á bệnh. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đỏ chiều hoan. Đường mòn quanh có ôm chăn hàn che thơm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ướt mong sầu chia ly, ra mừng đón ta về. Quê hương ơi Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai sầu thương héo hát, nhạc qua để rồi đem xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng soi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Quê hương ơi Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đổi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai sầu thương héo hát,
nhà qua để rồi đem xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bàng vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Ngọc đó là thằng nó trúng thành không bị cái bất á, tức là have to do something, mà cái chuyện do something nó không có làm. Hôm qua ngồi con dạy ổng phút một thôi là ổng thành Phật, còn hơn là ổng đi lòng vòng ở dưới cõi trần này. Sao biết không có người chỉ, nghĩa là không có truyền tâm ấn. Bữa nay con bớt ù lỗ tai chưa? Con là bị stress, sư phụ hôm hỏi mấy vị á, tức là con có chuyện gì tâm sự lớn á, con đừng con get rid of it. Con có nhìn sư phụ, nhìn mấy huynh đệ tỉ muội thì con hết à, con có một chuyện gì đó mấy vị nói á, không có nói rõ à, cho nên anh thành ra vậy. Mình suy nghĩ nhiều á mình cũng bị ù lỗ tai nha quý vị. Bộ lỗ tai nó có nhiều thứ, tại vì nó một trong những cái nhạy cảm trong cái bộ não mình, nó có dây thần kinh đây nè. Mình bị dâm linh nó cũng ù lỗ tai nha, bị tạ cũng bị nữa, suy nghĩ nhiều stress cũng bị nữa. Rồi hay là mình cứ lắc lắc nè, cái tiền đình nó lọt ra khỏi đây cũng mình cũng bị nữa. Con về con đèn ăn con hung nó mỗi ngày dài nhiều lần nó hết bị. Con sợ con đè ổng là con bị nặng hơn. À, thử đi, thử. Rồi dài Hương á, về đè con hung chừng một tiếng hồ nghe. Phải nín thở một tiếng thì tự nhiên hết bị, không thiệt. Nín thở hung tiếng hồ á, tự nhiên là hết bị luôn. Vợ chồng mà, nó có cái điển nhau á, đừng có tưởng cho phụ chỉ làm bậy, tại nó truyền điển nhau á. Tại vợ chồng phụ chỉ thôi, đừng có gặp ai cũng đè kiểu đó chết luôn đó. Ok con ơi. Bây giờ nói tới mấy cái vụ đó là hơi khó anh sư phụ. Này hồi tối không ta, tại nghe bóng cây. Ngay giờ quay được cũng gần 2 tiếng. Ngồi nói chuyện vu vơ. Clip này chắc bà con giật mình. Trời ơi, thấy tử mặc áo thun vậy. Xin lỗi nha. Mình nãy giờ xin lỗi nhiều, xin lỗi nữa. Bởi vì buổi sáng ở đây ở nhà đâu có tính làm cái clip này đâu. Nên mặc đồ cho nó thông thả một chút. Tâm hồn nhẹ nhàng một chút. Để vô cái áo sơ mi từng 7 ngày thấy nó nặng quá. Mặc áo phải nặng nề hơn, nói chuyện nó cũng khó khăn hơn. Còn cái này mặc thông thả, nói chuyện thông thả. Lần trước lần đầu tiên con thấy sư phụ mặc cái áo màu đỏ nên nói sư phụ bỏ cái clip. Ở đó ở nhà trên chiếc xe OV. Thời đó sư phụ không có biết làm cái clip, cách ăn mặc, cách mà cho mấy cái fan hâm mộ á, mình tôn trọng họ mình cũng không biết. Ôi đủ thứ không biết thời đó. Nghĩa là sao nó kỳ cục, nhìn lại nó quê.
nhìn lại mấy clip cũ quê. Hai thôi. Ừ. Quê, rồi bây giờ qua ngày tháng học hỏi có bầm dập rồi, bắt đầu hết mưa rồi, bây giờ mới thấy nắng nắng hơn chút quá. Để còn có anh bao ăn tiếp để bỏ uổng. Tại vì mà thành vong linh không có anh bao ăn đó con. Nãy giờ quay cũng được tiếng mấy. Cảm ơn Thiên Mỹ Hạnh. Đây. Làm gì đó sư phụ, con có làm gì đâu. Đã lãnh đạo nhóm Thiên họ Thiên đây nè. Đây sư phụ cảm ơn hết. Từ miếu Ma Hồ, bữa tiệc, rồi tới bếp đê, bữa nay chuyến này đi vui. Sư phụ có cho con anh với bà chị con mà anh họ đó. À tới. Dạ cho cái nơi cùng sư đợi từ sáng giờ. Được. Kêu tới tới đây đi. Không, tới đây sư phụ cho thì trước rồi, nhưng mà giờ muốn ra cứu ông Ma Hồ. Nhưng mà mình chưa ra chứ chưa mới ra mà. Dạ con nói chưa mới ra. Đừng có để người ta qua xóm tội nghiệp. Không có, anh Thành anh sẽ đi đón người ta, con xin phụ trước thôi. Rồi. Lái xe đi ha. Ờ vậy cũng tốt. Từ lúc mà sư phụ qua Houston á, ở Mỹ gần 30-40 năm, sư phụ đâu có qua Houston đâu, trừ khi hồi xưa có một lần qua một lần, lâu lắm rồi, cách mười mấy chục năm, thì bắt đầu thời gian Thiên Long Giang, Thiên Long Cung là sư phụ qua, nhưng mà cũng chưa bao giờ đi dạo phố mình ở ngoài Hồng Kông, mấy khu Việt Nam nữa, thì hồi không chờ, chưa đi, chỉ biết có gốc cây này với trong này đó à. Hồi đó kia đó ăn kim sơn thôi, sủ cái thằng đó kim sơn. Ừ, vậy đó à, nó phải đi vào phố không hả mình chưa, tại hồ sợ đi vòng vòng mới gặp anh ông anh cả của mình là Hoàng Duy Hùng đó. Ai à, mày sao mày giống tao quá vậy, không biết chết luôn á, cái anh em vô uống cà phê nữa còn chết nữa, bên treo cờ vàng bay thập đỏ, bên treo cờ đỏ sao vàng, ơi à, chết không. Nên nó không dám đi vào phố. Nhưng mà con cũng có chung một màu mà. Màu da à, da vàng má đỏ. Nhưng mà ai nỡ bỏ vàng. 30 ngân hàng treo khắp nước. Con nên nhớ Phật trời nói chuyện á, đừng có coi thường, đừng có tưởng là nó sẽ có. Rồi cái hồi xưa lúc mà sư phụ nghe mấy vị kêu sư phụ phải cắm cờ vàng ba sọc đỏ cho núi Thiên Long Sơn á, sư phụ cũng rất kỳ á, nhưng lúc sư phụ muốn làm mối hàng thôi phải không, nhưng mấy vị kêu phải làm á con, nó lá cờ này quan trọng lắm con biết không, sau này á sẽ hàng gắn dân tộc á bề trên á, thì từ đó sư phụ mới giữ cái cờ cho núi Thiên Long Sơn. Rồi cái bây giờ đến ngày nay mình mới khẳng định là thiệt. Là khi mình phân tách thời cuộc đi, nước Việt giờ đang đói ha, không bị thế giới bao vây phải không, 6 triệu chim hiền á, có ai cũng có thân nhân bà con ở nước quốc nội ở trong nước, ai cũng thương quốc gia mình, thấy người Việt vậy chứ yêu nước nhiều lắm á, nhưng mà lấy cái lá cờ nào để làm biểu tượng để mà lẹ, để quốc tế nó viện trợ, để cho Liên Hiệp Quốc, để cho NATO, để cho 6 triệu chim hiền cảm giác là an toàn á,
về không có bị làm khó làm dễ bắt bớ cắt qua ly đâu không, thì lá cờ nào con nghĩ ra được. Nếu mà ai mà trên mạng á nghe được cái này á, tìm giùm tôi cái lá cờ thứ ba đi. Nếu mà có lá cờ thứ ba được á thì hãy cãi với tôi, còn không có thì nhất chính là nhì bù thôi. À, kỳ này là thùng phá sảnh. Bảo đảm. Bữa nay mặc đồ thoải mái, nói chuyện thoải mái, quý vị đừng bắt bẻ mình. Cái này là bên lề chứ không có. Hôm nay tôi không đeo đưa ba support cho cậu nha. Trời ơi, đeo cái đó nạn. Dạ, 6 ngày lẹ quá. Lẹ ha. Dạ. Không có 2 ngày. Giờ sư phụ về tôi không nhớ. Nhớ sư phụ sáng nào cũng lo. Chạy xuống đây gặp sư phụ qua món cái. Qua nữa tôi sao bị chạy qua bên kia. Buổi sáng này ngồi đây hiện giờ là buổi cuối cùng của kỳ này. Ngày mai sư phụ là 5 giờ sáng là ra phi trường rồi. Cho nên giờ làm cái clip sáng giờ trước khi mấy con tới á, thì nó vu vơ nhiều thứ vui lắm. À, lúc chưa bỏ upload lên cái này bên lời thì bữa giờ kênh cái hụ chưa có upload gì hết, cái hụ để cho rồi nhưng mà số lượng của mấy con là ít. Bữa cái hụ lên một cái là khách tầm ta có những người nhà quê người ta chỉ biết có kênh đó thôi, ta không biết kênh của con, nhưng cái này lên là hết luôn. Nếu mà sư phụ làm vậy á, người ta nghĩ là sư phụ đi promo. Ngày xưa Nhật Phương sư phụ cũng không có làm gì chứ, tự động á. Còn sư phụ mà lấy của con mà làm á, người ta nghĩ ông này chắc đi quảng cáo về ông á ha. Kêu nói mấy người này là sư phụ giống như trả tiền hay làm riêng. Sư phụ không có như vậy, cả Thiên Vân con hỏi em cũng không có chó gì, thích làm với con. Ngày xưa con muốn cúng hết cái tài sản con, hết sắc phàm của con cho sư cô Hương Nhũ được thì giờ cúng cho tà được. Bây giờ con có sám hối con làm gì để bù lại, chứ còn có con đã rao truyền những cái thứ không đúng để mà hư đóng thích Phật tử cà gù cà gật thì con đại trọng tội, thì giờ con cứ chuộc tội. Nhưng mà nếu có mà mình cúng hết như vậy, lỡ cúng cho tà như Thiên Vân nói, thì bây giờ mình lấy lại đó, lấy lại bằng cách con phải làm gì lại. Bây giờ giống như con cuộc cộng dây giống như dây giấy á, con quấn nhiều á thì tự động con xả lại, nó làm sao con cột thì tự con gỡ từ mắt đi con. Ở khó không phải dễ. Bây giờ dạy mấy con á, ngày nào mà gặp cõi hữu rồi, gặp họ tiên rồi, để mấy con đã ngưng hết cái nghiệp rồi, tại dứt và mấy con có quyền lợi rồi đó, là không có tạo nghiệp rồi đó. Còn cái chuyện mà mấy con vui vẻ và tu tập không bị trượt, không bị dụ mà không bị tốn tiền nữa thì phần mấy thù không có tính rồi nè. Nhưng trước tiên gặp sư phụ là không có đứa nào mà tiếp tục tạo nghiệp nữa, là đã là lời rồi. Tại vì mỗi một ngày á, hiện giờ luôn nè, mỗi buổi sáng á, một đống Phật tử cà gù cà gật, một đống con chiên, một đống nhà thiện nguyện chạy lăng xăng làm việc này việc kia cho ông này bà nọ, họ cứ nghĩ là họ lập công đức á. Nhưng mà họ nghĩ họ lập không vậy? Họ giác về mỗi ngày á, một đống vui. Trời ơi, tôi giác đống nghiệp thảy chất trong nhà mà ngày nào cũng chất như cái núi gì đó mà họ đâu có biết. Họ có nghĩ là đi giác về đống phước. Thế giới này nhiều cái buồn cười lắm. Con ở tầng số của sư phụ mình nhìn thấy á, trời ơi, nhiều lúc cười mà cười ra nước mắt, rồi mà thương tội không biết làm sao nữa để mà cứu nổi, lặn hụp ở dưới cái dòng sanh tử, cái cõi ta bà mà nước dơ đục mà cứ nghĩ là nước áo nước sen vàng. Y như là mấy con gà mấy con vịt cứ ăn bẩn ăn vơ, ăn con này con kia ở ngoài đồng ngoài ruộng mà cứ nghĩ là ta đây là ăn thịnh soạn. Chúng sanh nó thế. Sư phụ, thì sanh vậy là bây giờ cũng đặt cho sư phụ, đặt cho địa kỳ hồ là mọi người trung tâm trên toàn thế giới.
Con đọc lớn tiếng lên đi. Cầm hai cục này con đọc con nó mới vô tiếng. Cái ông này ông cắt cỏ hay quá ta, hữu tính lội qua cắt giùm đi hữu tính. Không thì lội qua cái thông này cắt cỏ giùm cho ông. Nó xấu rồi mà. Không ông cầm hai cái. Đừng có đụng nó nha, đừng đụng nút nha. Em trong cái xì phòng lội qua. Cái nào lội qua. Từ 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 để em. Ngày nào muốn cắt. Nhiều không nổi. Ê về đây, ta cắt cỏ dùng từng lần. Hôm qua cũng cắt, kia cũng cắt. Rồi để ý, không có miếng cỏ mà cũng cắt. Đó là loại bệnh tâm lý không biết không? Do something. Nhưng mà cũng là tốt, không phải ý mình nói gì. Hai gì đó, ông lái xe ông cắt cỏ. Cái ông mà quen được cái thụ họ tiên đó là ông họ tiên cái có phải là tiên đàng à. Ông cũng giống như ông Edwin này đó. Ông nghĩ không? Thì tới ngày mà ông cần tư nghiệp ông về đâu. Ông cũng đi kiếm cái xe, ông xuống thời gian ông cắt cỏ tiếp. Cái ông nói trời đâu có cỏ đâu cắt con. Ở trên trời là đường phố là ngọc thạch kim cương không? Sư phụ cho dạ thưa sư phụ. Vì sư phụ lo lắng rằng là tất cả các đệ tử Thiên Tâm và mọi người ở trên khắp thế giới là đang lo lắng và không có cái niềm tin. Cho nên là cha mẹ đã cho con làm bài thơ này để gửi đến sư phụ và tất cả đệ tử Thiên Tâm và cùng tất cả mọi người trên thế giới. Bài thơ có tên là Niềm Tin Thiên Tâm. Trên bước đường trần khó khăn, sư phụ luôn giữ muôn vàn niềm tin. Đánh chuông kêu gọi mọi nhà, mau mau thức tỉnh mà về Diêu Cung. Sư tôi nghĩ đến chúng sanh, đâm chiêu nét mặt tự thành lệ rơi. Thương sư tôi nguyện một lòng, vững tâm vững chí đại đồng Thiên Tâm. Góp hình ảnh góp âm thanh, truyền ra thế giới đến ngàn năm sau. Con nguyện chọn hết kiếp này, theo sư học hỏi đặng rầy an thân. Góp thêm sức lực cho dân, để sư bớt việc lo phần lớn hơn. Mong người ngộ tỏ đạo chơn, lo mau tu học ngồi thiền đọc kinh. Sư phụ xin hãy vững tin, chúng con thề nguyện hy sinh vì người. Hay quá. Oh. Hay quá, tử hay quá, quay lại. Trời ơi, tử biết làm thơ ta. Bữa còn biết ca nữa. Rồi ở đây là tử này giả bộ lãnh giải bét $400 hồi Tết á. Bữa nay biết chiều. Ca nó trò tiến bộ thiệt á. Cái ngày sư phụ nói cái bài thơ này có hào hồ âm lạc. Cái này hay quá con ơi, cảm ơn đệ tử làm thơ hay quá. Được. Mấy nó cần nên nhớ nha em. Nhưng mà thơ nó lưu truyền hoài. Còn nói lời nghe có một lần à. Nên đứa nào biết làm thơ là đứa khôn á. Mấy bài thơ mà nói để mà khuyên đời rồi này kia nó lưu truyền nhiều lắm á. Lâu. Giống như Thảo làm miết như thơ nè. Thảo rồi. Cái ảnh của Sơn Bắc trên ơi núi là Khanh cũng có làm bài thơ nụ cười như lạc. Nhưng mà mấy con bỏ lên group, hết mấy group á. Rồi từ từ ở trong đó thế nào cũng có người xem xuống rồi từ từ đúng thời điểm người ta bỏ trở lại. Con để đi, con nấu mà con còn dọn nữa tội nghiệp con quá. Để đứa làm việc chứ. Ồ, thấy ông lạng cái vòng tròn đó gần 30 vòng mà cỏ đâu mà ông cắt mà ông lạng 30 vòng ta. Sao vậy? Sao làm lại cái nữa.
kêu cho đám lan ta lan nhầm. Cái này để khi mà chỗ đông người sau này á, cái chiều người bu sư phụ dù hết cái là mấy con biết không? Chỉ là biết làm sao giờ không có microphone lúc đó kìa, microphone nó không bằng cái này á. Cái tiếng đó là ngán nghe đây con ạ. Cái này đông hút cái là biết là tiểu ruột mình đâu à. Bây giờ sư phụ hút cái trên mạng, giờ ta nghe cái này là cái sư phụ của mình đấy. Nhưng mà tiếng hút nó khác nhau á. Thì hồi cờ xưa buồn á, hồi ở trong ruộng mà đi làm ruộng có mình là hồi nhỏ nè, 10 tuổi á, tối ngày chơi với trời với đất với mưa với con này con kia, không đâu có bạn đâu, thì hút gió về. Hồi xưa sư phụ hỏi cái này hay lắm mà tôi hú nè. Lâu quá, 40-50 năm không biết giờ kêu ông ta thử lại coi. Chắc cái tay giờ nó nhăn rồi phải không? Nó không có kín hơi nữa. Cái hồi nhỏ thu thổi cái này rất là hay. Tôi hú thôi, chứ làm gì có tiền mua mấy cây kẹn. Chơi đồ thiên nhiên không à. Chứ làm đất nắng trâu á, móc cái ruột nó ra cái thổi. À, chắc này nó hở quá. Tại xin lỗi nha, cái tay già rồi nó nhăn nheo chứ hồi lúc mười mấy tuổi đâu giống gì. À, để tối nay phụ vợt lại là nó làm được. Tại hồi xưa thổi giỏi lắm. Giờ à, đeo nhẫn rồi nữa, hồi xưa không có đeo nhẫn. Nít mà làm gì biết yêu đương mà đeo nhẫn. Mà có yêu cũng không có tiền để mua kẹo xin gum cho ghệ nữa, sao dám cua. Trời nghèo nó nổi mà có cây xin gum thấy là ăn thèm á con. Việt Nam thời đó trước 75 á, sau 75 chứ. Thật sự khi mình nói chuyện vậy á, cũng có chư thiên đây, nhưng mà cũng có ma quỷ nó mong mấy, nó khiến cho cái tâm của mấy người đó vậy. À, chỗ nào lúc nào có Phật là có quỷ cái bên cho nên nhớ, thì cái tâm ổng cũng bị trượt nó khiến. Con cứ để ý đi. Bình thường con lên đây mấy ngày còn đâu thấy ảnh cắt gì đâu, im liền á. Không thôi mình ca đi mấy bản nữa để ca mấy bản cắt cỏ không. Okay, đâu sao đừng có bo rợt rồi, cứ hồn nhiên đi. Cảnh này về Thiên Long Sơn không có nha. Chỉ có Thiên Long Cung vậy thôi. Nó có cái bản này hiện giờ đang họp với đây. Tiếng chim đúng không? Tiếng chim nó hót. Đảm gì hả? Hót đi chim hả? Không phải. Không phải. Cái này mình à, mặc áo thông thả, mình ca nhạc thông thả nha. Không phải là nhạc quốc gia rồi nữa, nhạc tự do đi. Hồ nghĩ ông lạng dòng nó là hết rồi đó.
sợ cái hẻn á, sư mẫu là bận hơn sư phụ. Thôi chỉ coi mấy thằng me chơi, mấy thằng leader nó up đây để cho nó giống như di móng quẹt cho nó nhảy thôi. Còn sư mẫu là phải phát lương, rồi phải mua tiền nhà băng mỗi ngày á. Thì hiện giờ mỗi sáng ba cũng làm việc, mỗi tối ba cũng làm việc trên lầu á, computer thôi, mà ở nhà ba cũng ngồi ở nhà thôi, nhưng mà ở điều hành hết mấy một đống nhân viên thư ký. Còn sư phụ đâu có bận gì đó lắm đâu. À, bà vợ là trong trong mẩy không có bị khùng không, không cắt á, không có miếng cỏ không cắt rồi hết cái bình xăng của tôi. À, chuyện cắt cỏ mình nói về cắt cỏ, thật sự ổng cũng giống như là thân như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, đúng không? Nghĩa là xưa tổ ví dụ cái tâm của mình như cái tấm gương vậy, lúc nào cũng sáng rồi. Không có bụi gì hết thì đâu cần phải lau. Còn ông kia thì phải lau chùi, phải không? Tâm mỗi ngày phải lau chùi. Thì ông này cũng vậy, ông cắt cỏ ông như cái tâm của ông cũng là một cái lối thiền á, cắt cho nó sạch. Nhưng mà khi mà quá đáng á, mà không có control được thì nó thành ra một cái bất, cái issue, là cái giống như cái phải làm. Giống như những đứa mà bị bệnh Alzheimer á, nó làm gì thích làm thứ, nó ăn pizza 20 ngày luôn nó không ngán á con, là cũng giống mấy chứng bệnh này, nó có hai cái trigger về tâm lý con người á, nó nhiều cái cực kỳ nhạy cảm, sensitive. Chỗ đó thủ thấy ông đi gần 10 vòng rồi đó. Ba vợ quyền lực, ba đi ra ông đi vô. Con thấy sau này đó là những couple mà xuống thế gian, họ không có là chữ thiên nha, xuống thế gian á, mà người sống tới vàng vậy, gỡ cô đơn vậy, với những cái cảnh này vậy, là họ đã là những người thành công trong xã hội rồi, họ mới được vậy, đúng không? Nhưng mà cuối cùng con thấy họ có thành công không? Mình đừng có nghĩ mình sống ít tiền hơn hay là không có những cái nhà như kiểu này, không có những phong cảnh này là mình thua súc, không. Chúng ta hơn mấy người đó rất là nhiều. Ông này thì cái scale lớn hơn nữa là những movie star, nó có hàng trăm triệu, hàng tỷ. Nó ở nhà bự hơn, cái dòng sông bự hơn. Hoặc là nó mua nguyên cái bãi cát của nó. Nhưng mà thật sự cái tâm của nó cũng rối loạn đó con. Nó có thể đi cầm súng, đi săn. Tối ngày cứ kiếm con nai bắn. Bữa nào không có con nai là anh bực bội, anh về, anh quậu. Đúng không? Có những nhà giàu nó vậy đó. Rồi có những thằng giàu quá đem mấy chiếc thuyền ra ngoài biển đi câu cá, mấy cá ngoài biển. Mà bữa nào câu không dính á, trời ơi về bực. Vừa tốn xăng của tao, mỗi lần nó đi á không biết chiếc tàu chạy nó hút xăng hơn xe gấp trăm lần á. Một lần đi ít nhất cũng mười mấy hai chục nghìn tiền xăng dầu á. Mấy cái bình dầu. À, giờ mình đang vui, mình không có nói chuyện thời sự nữa, mình ca thôi. Ta bán gì ta? Chim chim hả? Ok rồi, chim chim. Các bạn này nè, con nghe bạn này thì con... Tuy là bản này nó rất là quen thuộc với mấy con, nhưng bản này nó thích với cái cảnh hiện giờ quá không. Để mày mốt hay là nghe clip này á, buổi sáng mà ngồi cái này á, thì nghe bản này nó mới thấm thấy. Sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lẻ đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe.
nắng xuyên qua lá hạt xương lìa cành, đời mong manh quá cơ chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bồng tắc bên em. Đường xưa quen lối, tin dối người man, tình duyên trăm mối, một kiếp đa đòn cố tìm, tình chồng chất ngôn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngờ ngàng nhìn nhau đầy rồi, còn gì nữa cho nhau. Sáng trưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có biển miền. Bữa giờ ca cái karaoke của thằng kia tự nhiên bấm qua cái này nó hơi lạ lạ cái tông. À, sáng nay là bản này mà. Nắng xuyên qua lá hạt xương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tin dối người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan cố tìm, tình chồng chất ngọn ngàn. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau đời rồi, còn gì nữa cho nhau. Sáng trưa khuya tối nhìn quán một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bên mình. Chỉ vì đời mình chưa có bên mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bên mình. À, buổi sáng á có chim nữa không, có nắng nữa không? Là ngay cái bản này luôn. Hay bữa nay mình ca nhạc đợi chút xíu nha quý vị. Chút xíu xíu cho vui vui. Chứ nhạc chống lưng với nhạc chống về ta, chống chữ thập là chống cộng. Chống chữ thập nhiều quá. Ngay lúc này nó không có hợp. Cho nên một mình đi. Sáng giờ ngoài đây một mình mà. Người phụ nói vu vơ nhiều lắm. Này chút xíu upload lên cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official. Coi. Cười. Rồi tới phiên ca sĩ ca bản gì, tới phiên con ca bản đi. Nên phụ bấm cho. Bản gì? À, con lấy cái máy con ca cũng được á.
nữa căn bản tặng cho khán giả dì chú nè, lấy cái cục này để gần con ca. Cái nào ca phải có hai cục này nó mới vô hai cái máy này. Con đi hả? Trời. Rồi lấy con đi về nha, rồi giờ bạn gặp lại. Rồi 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 mấy con về.